Về phần lợi nhuận thực tế thì nếu như mà cái chi phí mà cái đề bài cho nó khó khăn và lãi vay trong đó rồi á thì người sẽ không trừ khấu hao nữa. Còn nếu như mà chi phí nó không bao gồm khấu hao và vay thì mọi người phải trừ cái phần khấu hao đó. Mọi người hiểu không ạ? Nếu như mà đề trong định phí này nó không bao gồm khấu hao á thì mọi người phải chơi thêm một lần khấu hao. Còn nếu như mà cái định phí này đã bao gồm khấu hao rồi thì mọi người không cần trừ. Và lợi nhuận trước thuế thì sẽ bằng doanh thu trừ đi cái phần chi phí và trừ đi phần khấu hao. Được chưa mọi người? Là chi phí sản xuất gồm định phí kể cả khấu hao thì mọi người sẽ không có trừ đi khấu hao nữa, tại vì nó đã bao gồm khấu hao trong đó rồi. Còn nếu như mà chỗ này nó không ghi là không bao gồm khấu hao thì mọi người phải trừ đi khấu hao nữa. Mọi người hỏi gì nữa không ạ? Sau thuế cộng với lại khấu hao ở trên này nè. Mọi người nhớ là phải cộng khấu hao vô nha. Còn nếu như mà nó có thêm lãi vay á thì mọi người cũng cộng thêm lãi vay nữa. So với trên này, còn cái bảng năng lượng ICF thì chỉ cần nếu mình bỏ tiền ra mình đầu tư thì mình để dấu âm, còn những cái phần sau này là mình thu được nên là mình sẽ để dấu dương nha. Rồi cái năng lượng ICF này thì sẽ cộng của mấy cái cục này, mấy cái hàng này là thôi á. Bên ta thấy là mấy đúng không? Theo theo Nga hiểu thì chắc là khi bài 5.10 á là thay thế dây chuyền cũ bằng dây chuyền mới thì mình sẽ tính bên ta thế. Còn cái bài 5.6 là dự án loại trừ nên là mình sẽ không tính bên ta thế. Không biết ta nói hiểu không nữa.